También ven. Cộng một clip ven là lâu lắm mà chả có clip ven. Ôi. Quy 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 nó quy nó quy nó quy. Ừ đúng rồi. Hy sinh con mắt để bắn nó hai viên á, lời. Tưởng Ven yếu, tưởng Ven cấp 1 yếu. Trong thế đời nó lại mạnh chứ sao. Mấy fan này JC mới xuống bot nó farm anh em. JC nè, nãy nó đi xuống bot được nửa đường rồi nó mới xuống bot farm. Cho Adagamid thì hai thằng sẽ không thọ. Chứ giờ nó chạy Adagamid là đề thọ. Hai bên thì mất win lít đó. Mấy fan này con JC nó xuống bot, nhà để nó chạy Adagamid là ngon rồi. Mấy ông này không biết mắc go. Đi win quay to đâu ai farm thấy không? Nếu mà JC xuống farm kia chạy Adagamid là không bị gì hết. Ai để farm 10 ít. Năm chơi game phải rút kinh nghiệm ngay đầu game mình warp lane kiểu warp. Mình warp một pha thôi. Warp một pha để mình li gíp thôi xong mình quắp lại cũng không sao. Ven nhà mắt quy nha, về cái quy mới được bóp, quy bóp bản mấy bản kia, bóp nó hồi lẹ, với lại nó tác dụng nó lẹ. Với AD được mà, phải lấy với AD được mà, phải lấy AD nó đơ nó vô tường rồi, với AD được mà. Nhưng mà nó còn spell thì giết sắp đúng rồi, mà nó hết thì spell với AD ngon hơn á. Đù vãi. Gắt vậy, gắt vậy. À, cái nhìn hay đó. Được đấy. Bằng động lực nào mà JC nó nghĩ là nó đép được vậy? Bằng một niềm tin không lung lay. Cái pha nó quên nó có hero anh em chứ nó dồn cái đâu chứ đâu. Nó lắm. Mà tập trung nha. Ngoan đã u xem 10.000 đồng. Hé lô anh đây like vui vẻ nha anh viện FM Red TV. Sao nó trụ dễ dữ ta. Okay.
Tim ơi, Tim ơi. Trời ơi. Nó dí vậy mà. Thôi. Trời ơi. Ở dưới bên đây nè. Đội tham lam. Tham hay, tham hay, tham lam hay, tham lam hay. Tham lam hay, tham lam hay. Ok ok, tham hay nha. Trời ơi, đừng muốn nghe nó nghe thập đũa chứ sắp chết ẩu. Để nó vô chết luôn. Game này khó mà, game này có cơ hội với em á. Ê, tụi nó đang lỗi kìa. Ê, tụi nó lỗi kìa. Trời đất ơi, Tim ơi. À, hai cái G còn không xài luôn. Như nãy liên hết gip mà ta nó end kịp ta. Ga quăng G với Quy CST. Chưa thua, chưa thua, chưa thua, chưa thua, chưa thua. Hay da. Xả lơ thiệt. Khó luôn. À, game dễ thua kìa. Nên nhớ like, subscribe kênh cho tao nha.